chào chủ tịch ạ. Anh là... Tưởng ai? Hóa ra là người quen à? Tôi là thư ký của chủ tịch Kiếm Anh, đến đây để ký hợp đồng với anh ạ. Mời anh đọc ký hợp đồng. Lâu quá rồi không gặp, cô nhìn khác xưa nhiều đấy. Chỗ cần bé thì bé, chỗ cần to thì lại to. Xin chủ tịch hãy chú ý đến vấn đề chính ngày hôm nay của chúng ta ạ. Đừng cứng nhắc như thế. Đã lâu lắm rồi mình mới được gặp lại nhau cơ mà. Ngày hôm nay tôi đến đây là để ký hợp đồng, còn những chuyện khác tôi không muốn nhắc tới. Thì tôi có bảo là tôi không ký hợp đồng với cô đâu. Nhưng mà trước khi ký hợp đồng ấy thì... Mong anh tôn trọng tôi một chút. Cái loại gái điếm còn tỏ vẻ thanh cao à? Ngày xưa mẹ của cô ấy đi phục vụ tình dục cho cả cái làng, ai mà chả biết rồi. Thế mà đến đời con, anh không hỏi được cái gì à? Anh đừng có mà xúc phạm mẹ tôi như thế. Và đừng lôi bà ấy vào đây. Ngày xưa mẹ của cô ấy đi ngủ với hết người này tới người khác, xong cuối cùng lại vác cái thai là cô về. Chẳng trách gì con gái khi vừa lớn lên đã biết đi quyến rũ người khác để leo lên vị trí cao hơn rồi. Tôi được ở vị trí này là do năng lực và thực lực của tôi, chứ không phải như những gì anh nói đâu. Năng lực, thực lực à? Này, một đứa con gái chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi mà làm được thư ký của một công ty lớn như thế á? Vô lý không? Quá vô lý đấy. Này, khai thật đi, có phải là cô thường xuyên cùng với chủ tịch Kiếm Anh đi khách sạn để có được ngày hôm nay không? Tôi đến đây với thiện chí hợp tác với công ty anh, nhưng mà dường như anh không thích thì phải. Vậy thì tôi xin phép, tôi về trước. Hợp tác à? Người mà tôi hợp tác là chủ tịch Kiếm Anh, không phải loại gái điếm như cô. Cô biết điều ấy thì về gọi anh ta tới đây hợp tác với tôi, ký hợp đồng với tôi. Còn không cái này nhá, coi như bỏ đấy. Mời vào. Sao rồi? Hợp đồng thế nào? Được không? Sao thế? Bên công ty đối tác họ lại yêu cầu điều gì à? Chủ tịch à, cho tôi xin lỗi ạ. Tại vì tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi đã đến bên công ty của chủ tịch Toàn, nhưng mà anh ấy không đồng ý ký kết hợp đồng với tôi nếu như mà không có anh đến. Anh ấy còn nói là sẽ không hợp tác với công ty chúng ta nếu như mà anh không đến ký kết hợp đồng ạ. Sao lại lạ như thế nhỉ? Đây đâu phải là đầu tiên công ty chúng ta với công ty họ hợp tác đâu. Chưa bao giờ tôi thấy chủ tịch Toàn lại yêu cầu tôi phải ra mặt như vậy cả. Hay là cô đến đấy rồi lại xảy ra chuyện gì à? Lần này tất cả tội lỗi đều thuộc về phía tôi ạ. Tôi xin nhận tất cả hình phạt từ phía của công ty. Được rồi, tôi nghĩ chắc bởi vì cô là thư ký mới cho nên chủ tịch Toàn đã không tin tưởng để giao trách nhiệm cho cô thôi. Không sao đâu, ngày mai cô đi cùng tôi đến, tôi sẽ giới thiệu cô với cả chủ tịch Toàn, như vậy sẽ dễ hơn đấy. Dạ vâng ạ. Vào đi. Tưởng ai? Hóa ra là chủ tịch Kiếm Anh. Khách quý, khách quý. Chủ tịch Toàn, tôi nghe nói là anh yêu cầu tôi phải có mặt ở đây thì mới tiếp tục được công việc. Chẳng phải đã từ rất lâu rồi công ty của hai bên chúng ta đã không còn công nghệ như thế rồi sao? Anh cứ bình tĩnh đã, mời anh ngồi xuống kia rồi mình từ từ nói chuyện. Sở dĩ hôm nay tôi gọi anh tới đây không phải là vì muốn làm khó anh chuyện hợp đồng đâu, mà là tôi muốn anh nhận ra bộ mặt thật của cô thư ký xinh đẹp bên cạnh mình. Tôi thì làm sao? Anh Toàn, tôi không biết là thư ký của tôi đã có lỗi gì với anh, nhưng nếu như đúng là lỗi của cô ấy, tôi xin cam đoan với anh, tôi sẽ yêu cầu cô ấy xin lỗi anh ngay lập tức. Cô thư ký của anh cố tình quyến rũ tôi, nói những cái chuyện không liên quan tới hợp đồng nhằm mục đích cá nhân. Anh nói xem, tôi này ở công ty của anh xử thế nào đây? Anh Toàn, anh đừng có mà nói điêu nhá.
Rõ ràng ngày hôm đó chính anh. Tôi thì làm sao? À, chẳng phải hôm đó tới đây ấy, cô ăn mặc hở hang, cố tình tiến lại gần tôi, rồi quyến rũ tôi và nói rằng là bây giờ chỉ cần ký được hợp đồng thì thích gì cũng sẽ chiều mà. Đúng hay sai? Chủ tịch, em tuyệt đối không như vậy. Anh đừng nghe lời anh ta nói. Chủ tịch Kim Anh này, tôi biết công ty của anh trước giờ nổi tiếng là trong sạch và uy tín. Chẳng lẽ lại cho một con sâu như cô ta làm hỏng cả một nồi canh sao? May mà hôm đó tôi đã giữ được một cái đầu lạnh, nếu không thì bị cô ta quyến rũ mất rồi. Anh Toàn, trước hết, nếu như anh muốn buộc tội một người khác, anh cần phải có bằng chứng đã. Nếu như anh không có thì anh không được quyền buộc tội nhân viên của tôi. Với lại, ngày hôm đó đúng là cô Lan Anh có đến ký hợp đồng với công ty của anh, nhưng tôi biết cô ấy. Cô ấy tuyệt đối không phải là loại người để ký được hợp đồng thành công sẽ làm những chuyện như thế đâu. Ý của chủ tịch Kiếm Anh là tôi an gian nói dối, buộc tội oan cho cô ta sao? Xin anh Toàn cứ bình tĩnh đã. Trước hết, để buộc tội một người khác, anh cần phải có bằng chứng cụ thể. Nếu như đúng là người của tôi, có lỗi với anh thật, thì chắc chắn tôi sẽ cho người ấy nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại bây giờ, tôi thấy anh chỉ toàn lời suông thôi, không có một tí bằng chứng gì cả. Anh đang coi thường tôi đấy à? Vì bảo vệ có nhân viên quyền của mình thôi mà anh dám đắc tội với tôi sao? Có lẽ là anh đang hiểu nhầm tôi rồi. Tôi từ xưa đến nay làm việc trên sự thật, phải trái trắng đen phải rõ ràng. Anh không thể nói nhân viên của tôi là nhân viên quen được. Đối với tôi ấy, ở vị trí nào cũng đều quan trọng hết, không có vị trí nào là tầm thường cả. Anh đúng là bị con đĩa mày làm cho mờ mắt rồi. Tôi nói cho anh biết này, tôi với nó cùng quê với nhau đấy. Về quá khứ của nó ấy, tôi là người hiểu hơn ai hết. Anh biết không, ngày xưa mẹ của nó ấy, ngủ với tất cả đàn ông làng trên xóm dưới rồi mới sinh ra nó đấy. Một đứa con hoang như vậy mà học đòi lên thành phố lập nghiệp cũng chỉ là dùng vốn tự có để leo lên từng bước mà thôi. Chủ tịch Toàn, mong anh tôn trọng nhân viên của tôi. Sao, chọc đúng chỗ ngứa nên nổi cáu rồi à? Chẳng phải là anh ấy cũng từng ngủ với cô ta rồi sao? Đừng có nói là không phải nhá. Chủ tịch, anh nén cơn giận đi. Hôm nay không ký được hợp đồng thì hôm khác ký. Chủ tịch Kiếm Anh này, nếu như việc ngày hôm nay anh cứ để em xuôi như vậy mà bỏ đi ấy, tôi sẽ không bao giờ ký thêm bất kỳ một hợp đồng nào với anh nữa. Được thôi, không ký thì không ký nữa. Bản thân tôi cũng không muốn hợp tác với một loại người không coi ra gì cả. Chính miệng anh nói đấy nhé, là anh đơn phương hủy hợp đồng, cho nên anh phải đền bù tất cả cho tôi. Được, tôi sẽ cho luật sư của tôi đến để làm việc về vấn đề này. Đi thôi. Chủ tịch, anh nghe em nói đã. Em biết là anh tôn trọng em, cho nên anh mới bênh vực em như vậy. Nhưng mà anh càng làm như thế, em càng cảm thấy là việc em làm mất đi hợp đồng lớn của công ty là hoàn toàn sai trái. Em yên tâm đi, đây không phải là lỗi của em, anh sẽ không trách phạt em đâu. Nhưng mà bản thân của em đang cảm thấy gian vặt mà. Em vừa mới vào công ty chưa được bao lâu mà đã làm thất thoát đi hợp đồng lớn của công ty như vậy rồi. Thưa chủ tịch, tất cả lỗi lầm này đều là thuộc về em mà. Dù là lỗi lầm của ai đi nữa ấy, thì chuyện cũng xong xuôi hết rồi. Chủ tịch, anh đi về trước đi. Sao? Em không đi cùng anh à? Em sẽ quay lại công ty, thuyết phục chủ tịch Toàn. Không thể vì chuyện cá nhân của em mà làm công ty ảnh hưởng được. Thưa chủ tịch, em đã thương lượng được với chủ tịch Toàn và chủ tịch Toàn đã đồng ý ký kết hợp đồng với công ty chúng ta rồi. Em làm thế nào mà khiến cậu ta thay đổi nhanh như thế? Em chỉ thương lượng bình thường thôi. Được rồi, em làm tốt lắm, rất có cố gắng đấy. Công ty sẽ thưởng lớn cho em. Cảm ơn chủ tịch ạ. Ngoài chuyện đó ra thì anh cũng còn đang tò mò về gia đình của em nữa. Thật ra là những gì chủ tịch Toàn nói không hề đúng với hoàn cảnh gia đình nhà em ạ. Ừ, anh biết mà. Anh biết là như vậy và anh muốn hỏi để anh đồng cảm với em thôi, chứ không phải là có ý để giễu cợt hay gì cả. Anh Toàn với em
quen biết nhau từ nhỏ. Gia đình nhà anh ấy có điều kiện, cho nên anh ấy có thể được học hành đàng hoàng tử tế, và anh ấy được lên thành phố học. Bên cạnh đó, anh ấy còn có nhiều mối quan hệ giúp anh ấy có thể tạo lập công ty từ sớm. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy lúc nào cũng coi thường người nhà quê như chúng em. Xong rồi mới dẫn đến câu chuyện như ngày hôm qua đấy ạ. Anh ta nhắc đến mẹ em á? Dạ vâng ạ. Ngay từ nhỏ là em đã không biết mặt bố em là ai cả. Mà phải nói đúng hơn là không hề biết bố mình là ai. Thời còn trẻ ấy, mẹ em ngày nào cũng ra đồng mò cua bắt ốc, bắt đến tận sáng ngày hôm sau, xong rồi lại mang ra chợ bán. Nhưng mà vào một đêm nọ, tự nhiên có một đám thanh niên ở làng khác sang chơi. Chúng nó đến, chúng nó hãm hiếp mẹ em. Và thành quả là có được em như ngày hôm nay ạ. Mẹ em vì không biết em là kết quả của ai, cho nên đành ngậm đắng nuốt cay, nuôi lớn em đến tận nhường này. Trong cái khoảng thời gian đó, mẹ em đã phải chịu biết bao nhiêu lời thêu dệt từ hàng xóm, sự sỉ nhục của biết bao nhiêu người. Bọn khốn nạn đấy, phải cho chúng nó đi tù mới đúng. Anh có biết là ước mơ lớn nhất của em là gì không? Đó là trở thành một vị luật sư nổi tiếng, để em có thể bào chữa cho những người không có tiếng nói. Bởi vì trong hoàn cảnh lúc đó, mẹ cũng phải có tiền. Không có tiền nên là cái lũ người đó mới nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Không sao đâu, nhưng mà bây giờ em đã thành công rồi, mẹ em chắc chắn sẽ rất tự hào đấy. Em lúc nào cũng muốn cảm ơn đến mẹ, tại vì mẹ lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em, cho dù có bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra. Mẹ cho em đầy đủ tình yêu thương, cảm giác như một người cha vậy. Em có biết anh ấn tượng ở em điều gì không? Đó là em luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người đấy. Phẩm chất quý giá như vậy không phải anh cũng có đâu. Sếp quá lời rồi ạ. Làng này sướng thế, ngày nào cũng có bạn trai gửi hoa với quà đến. À, bạn trai làm cùng công ty mình hả em? Chắc chắn rồi, nếu không thì làm sao mang được đến tận đây. Chắc là có sự hiểu lầm gì thôi ạ. Nhầm là nhầm thế nào, ngày nào cũng gửi hoa đến đều như bắt tranh, thế mà bảo là nhầm. Mà chủ tịch dạo này cứ như là đang yêu ấy, ăn mặc thì phóng khoáng, tâm trạng ấy lại vui vẻ hẳn ra. Lan Anh, em ở cạnh chủ tịch, em có biết gì không? Dạ không ạ. Em chỉ làm việc với chủ tịch thôi. Còn mấy vấn đề riêng tư của chủ tịch ấy, em tuyệt đối không biết ạ. Cũng phải, chủ tịch yêu đương ấy chắc là kín tiếng lắm. Với cả may mắn cho cô gái nào lọt vào mắt xanh của chủ tịch, chắc cô ấy phải sướng phải biết đấy.
Cô Lan Anh, vào phòng tôi ngay, có việc gấp. Dạ vâng ạ. Bị chụp đi cọ thế này, không biết cô Lan Anh có gây ra chuyện gì lớn không đây. Thì đúng, bình thường ấy, trưởng phòng gọi đã sợ rồi, đây ấy, lại còn là chủ tịch luôn, chắc chắn là gây ra chuyện lớn rồi. Mày nhìn mặt chủ tịch xem, đùng đùng sát khí luôn. Trời đất ơi, anh mệt quá, kiểu cứ phải giả vờ là đang tức giận với em cơ. Hay là thế này đi, mình công khai yêu đương luôn, cho cả công ty biết. Anh không thích kiểu này đâu. Không được, người ta lại nói ra nói vào đấy. Chị kệ chứ, sợ gì. Với lại bọn họ có phải là mình đâu mà biết được. Em đã bảo là không được rồi mà. Bây giờ cứ đến công ty làm việc, xong rồi cứ xem họ có phán xét mình không. Mệt lắm. Thôi nào, em làm những chuyện này là vì muốn tốt cho cả hai đứa mà. Anh phải hiểu cho em chứ. Thôi, để đền bù cho chuyện này, tối nay em mời anh đi ăn món gì đó thật ngon nhá. Không được, tối nay là chuyện của tối nay. Còn bây giờ ấy, em phải đền bù cho anh ngay lập tức đi. Bởi vì con tim này này đang bị tổn thương lắm. Vì bạn gái mình không muốn công khai một quan hệ yêu đương. Vào đi. Chào sếp ạ. Em là Chi, trưởng phòng nhân sự. Em đến đây đưa hồ sơ ạ. Tôi đã nói tôi bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn tái phạm hả, là sao? Cô có muốn tôi đuổi việc cô không? Thưa sếp, sếp cho xin lỗi ạ. Em hứa lần sau em sẽ hoàn thành thật tốt và đúng cái công việc mà sếp giao cho ạ. Xong việc rồi, đừng có làm gì nữa, cô đi ra ngoài đi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Anh gọi em đến công ty anh làm gì? Đang ngủ ngon. Mày suốt ngày chỉ ngủ thôi. Lớn tướng rồi, chẳng biết làm cái gì cả. Em ăn hại đây thì sao? Thế anh còn gọi em đến đây làm gì? Được rồi, có việc cho mày làm nhá. Bây giờ muốn có tiền đi du lịch sang chảnh với bạn của mày ấy, thì bỏ sức ra mà làm đi. Việc gì? Không phải là toàn những cái việc xấu thì anh mới đùn đẩy cho em đấy chứ. Thế mày có làm không? Hay tao bảo đứa khác? Làm thì làm. Đọc đi. Cái thứ rắc rưởi gì đây? Cái này mà cũng đòi sơ đồ kế hoạch á? Đọc lú hết cái não đi được. Bây giờ tao muốn mày tráo đổi cái thứ rác rưởi này lấy một kế hoạch thật sự triển vọng của công ty X. Sao? Đánh cháo á? Nhưng mà đánh cháo kiểu gì? Em đâu có phải người tàng hình đâu mà đi ra đi vào công ty họ không biết. Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy. Mày phải động não xem đi. Bây giờ mày phải làm sao để mà mày ra vào công ty họ mà không ai nói gì mày? Động não đi. Nhưng mà khó lắm. 100 triệu hả? Số tiền đó đã đổ cho mày check in sang chảnh, ăn ngủ sang chảnh trong cái villa với đám bạn này chưa? Đó. Thôi được rồi, làm thì làm. Đấy là anh nói đấy nhá. Nhưng mà em nói trước này, em chỉ có đánh cháo thôi đấy. Còn những cái việc còn lại anh tự đi mà làm. Kế hoạch hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên là còn bỡ ngỡ, mong chị thông cảm ạ. Tự nhiên nhìn thấy em ấy, chị lại thấy giống bản thân của mình ngày xưa. Lúc mới vào công ty này vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ, nhưng mà em cứ cẩn thận là được em nhé. Dạ vâng ạ. Trên đây là toàn bộ dự án của phía chúng tôi.
Tôi rất là hài lòng về dự án của công ty AV. Mong rằng bản kế hoạch của công ty SVM cũng sẽ không làm tôi thất vọng. Lần đầu tiên, tôi xin gửi tới toàn thể các quý vị ở đây một lời chúc sức khỏe. Và thứ hai, tôi xin cảm ơn anh Đức vì đã cho chúng tôi cơ hội để có thể đứng ở đây và thuyết trình. Rất mong là công ty chúng ta sẽ hợp tác được với nhau. Xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Kiếm Anh, chủ tịch của SVM. Và ngày hôm nay, tôi sẽ đại diện cho công ty của tôi để thuyết trình về dự án sắp tới của hai công ty chúng ta. Phiền cậu, hãy phát bản dự án cho mọi người đi. Được rồi, như quý vị đã biết, công ty SVM chúng tôi hiện tại đang có khối lượng khách hàng lớn nhất cũng như là hệ thống trải dài từ Bắc vào Nam. Ngoài ra, SVM chúng tôi cũng đang có doanh thu cao nhất trong 3 quý gần đây. Mời quý vị hãy mở trang thứ 2 ở trong bản dự án ra xem ạ. Thế nào ạ? Quý vị đã thấy rồi đúng không ạ? Rất cao đúng không? Cậu Kiếm Anh, tôi rất kỳ vọng vào công ty cậu, nhưng có vẻ cậu không quan trọng cái bản hợp đồng giữa hai công ty chúng ta đúng không? Ý của anh Đức là... Anh Kiếm Anh này, tôi biết rằng công ty của anh ăn nên làm ra, nhưng mà trong kinh doanh ấy, nếu như muốn từ chối hợp đồng thì ít ra cũng phải nói một lời chứ. Tại sao lại cư xử như vậy? Tôi vẫn chưa hiểu ý mọi người cho lắm. Bản dự án này có vấn đề gì sao? Cậu tự mình xem lại đi, xem cậu đưa cho tôi cái gì đây. Anh Đức, tôi xin anh hãy bình tĩnh. Bản dự án này không phải của tôi. Tôi có thể xin phép hoàn thiện lại bản dự án sau được không ạ? Vậy không phải của anh thì là của ai? Thưa anh Đức, tôi thấy rằng vị chủ tịch đây đến cái bản dự án còn làm không xong, thì tôi chỉ lo sợ rằng sau này khi hai người hợp tác với nhau thì cái dự án sau này sẽ như thế nào đây? Sẽ có chuyện gì đây? Anh Toàn, anh... Đủ rồi. Ngay từ đầu, tôi rất kỳ vọng vào công ty cậu, vì tôi nghĩ công ty cậu là một công ty chuyên nghiệp và có triển vọng. Nhưng có vẻ cậu không quan trọng điều đó nhỉ? Vậy thôi, đừng bàn cãi nhiều nữa. Anh Đức, rất vui được hợp tác với anh. Xin lỗi mọi người. Mọi người chờ tôi một chút ạ. Em đã biết ai làm ra chuyện này. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Lan Anh, là thư ký của chủ tịch Kiếm Anh. Ngày hôm nay tôi đến đây là để đưa kế hoạch thực sự của công ty. Kế hoạch thật sự? Dạ vâng ạ. Kế hoạch thật sự của công ty là do những nhân viên trong công ty làm ra và được thống nhất qua sự kiểm soát chặt chẽ và nghiêm khắc của chủ tịch Kiếm Anh ạ. Vậy là... Dạ vâng ạ. Cái bản kế hoạch mà anh vừa đọc đây không phải là bản kế hoạch thật sự của công ty. Đã có ai đó đánh tráo bản kế hoạch của công ty tôi. Và may thay, tôi đã nắm giữ được bản kế hoạch khác của công ty ạ. Mời anh xem qua. Đúng là rất khác với bản kế hoạch vừa rồi. Anh Đức, anh tuyệt đối đừng mắc mưu bọn họ. Ai là người răng bẫy ai? Tôi nghĩ anh phải là người biết rõ nhất chứ, chủ tịch Toàn. Cô nói vậy là có ý gì? Gài em gái của mình vào công ty của đối thủ nhằm đánh tráo tài liệu mật của công ty đối thủ. Anh nghĩ là với hành động này của anh thì anh xứng đáng ngồi ở vị trí này hay sao? Bằng chứng đâu mà cô vu khống tôi? Tôi nói cô biết nhá, đừng ngậm máu phun người. Tội này mà theo pháp luật thì xử rất nặng đấy. Tôi không phải loại người nhanh nói. Tính tôi từ trước đến giờ, tôi nói gì, tôi làm gì đều có bằng chứng rõ ràng và cụ thể. Thưa mọi người, trên tay của tôi là bằng chứng cũng như là đoạn ghi âm giữa chủ tịch Toàn và em gái của anh ta về âm mưu muốn phá hoại công ty của tôi ạ.
Mai quay lại có việc gì? Anh Toàn, tôi biết là từ trước đến giờ anh có cái nhìn không tốt về tôi, cho dù là ngày xưa hay là bây giờ. Nhưng mà tôi cầu xin anh hãy coi đó là chuyện cá nhân giữa tôi và anh. Còn chuyện liên quan đến hợp đồng ấy, đó là chuyện riêng được không ạ? Thằng Kiếm Anh sai mày quay lại đây để cầu xin tao đấy à? Đúng là một thằng hèn. Vừa rồi thì to mồm lắm cơ mà, bây giờ thì lại sai người quay lại đây để cầu xin tao. Không phải là như vậy ạ. Việc quay lại bây giờ đó là đích thân chủ đích của tôi. Còn anh Kiếm Anh không hề liên quan tới vụ này. Chẳng qua là tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm trong bản hợp đồng lần này ạ. Ra là mày cũng biết điều đấy. Nhưng mà này, cái danh dự của tao ấy, không chỉ bằng vài lời nói của mày nó có thể có lại được đâu nhé. Nhưng có một cách rất đơn giản có thể giúp tao quên đi tất cả mọi chuyện không hay đối với mày. Mày quỳ xuống kia và cầu xin tao đi. Anh Toàn, anh đừng có mà quá đáng như vậy nhá. Mày suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu như cái danh dự không đáng một xu của mày ấy, đổi lấy cả hợp đồng vài chục tỷ của công ty, như vậy thì có đáng không? Sao? Không được à? Vậy thì cút về. Được rồi, tôi quỳ. Mày dám giở trò bẩn thỉu sau lưng tao? Đây là trò ăn miếng trả miếng thôi. Anh giở trò bẩn thỉu thì tôi chơi lại anh thôi. Cậu Toàn, tôi không ngờ cậu lại là một con người đê hèn tâm cơ như vậy đấy. Vốn dĩ tôi đồng ý hợp tác với công ty cậu, tại vì tôi thấy công ty cậu dù là một công ty nhỏ nhưng vẫn cố gắng phấn đấu. Nhưng không ngờ bên trong lại toàn là mưu mô và thủ đoạn. Anh Đức, tôi xin anh đấy ạ. Anh đừng nghe lời cô ta nói, là cô ta vu oan cho tôi đấy ạ. Anh Đức, mày dám gài bẫy tao à? Không chỉ có thế đâu ạ, tôi còn điều tra ra được chủ tịch Toàn đây ăn chặn tiền của công ty, cấu kết với thủ quỹ thu hết tiền của công ty vào túi riêng của mình. Dạ thưa anh, đây là tất cả bằng chứng, mời anh xem qua ạ. Chủ tịch Toàn, uổng công bao nhiêu năm nay tôi đã hợp tác với công ty của anh đấy. Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra được những trò này à? Anh có biết ý, ở trong kinh doanh quan trọng nhất là điều gì không? Đó là sự trong sạch và uy tín đấy. Đừng có lên mặt và dạy đời tôi. Anh là Kiếm Anh, anh vừa vào nghề thì gia đình của anh đã cho anh nhậm thìa vàng rồi. Làm sao anh hiểu được nỗi khổ của những người như tôi chứ? Những người đi lên từ hai bàn tay trắng. Tôi nói cho anh biết, dù anh có đi lên từ hai bàn tay trắng hay là không, thì điều quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng và nỗ lực. Nếu như anh làm việc mà không cố gắng và nỗ lực, thì dù công ty có mạnh đến mấy cũng sẽ suy sụp mà thôi. Anh có biết điều mà tôi có nhưng anh lại không có là gì không? Đó là sự tôn trọng với các nhân viên của mình đấy. Trong công ty, dù ở lãnh đạo cấp cao hay là nhân viên thấp kém, thì tất cả đều quan trọng cả thôi. Thiếu đi một người, cả công ty sẽ lung lay đấy. Sau lần này, tôi nghĩ là mọi công sức của toàn thể nhân viên công ty anh đều đã đổ sông đổ bể chỉ vì cái suy nghĩ ích kỷ của anh rồi. Người mà anh cần cầu xin sự tha thứ đó là họ, chứ không phải chỉ riêng mình chủ tịch Đức đâu. Chủ tịch Đức, tôi xin phép anh được thuyết trình lại ạ. Không cần. Dự án chi tiết như thế nào tôi sẽ xem xét sau. Cái chính là tôi muốn hợp tác với một con người như chủ tịch Kiếm Anh. Anh có đầy đủ nhân phẩm cũng như là giá trị của một người kinh doanh. Đó là những gì tôi cần. Chủ tịch Kiếm Anh, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn anh, hợp tác vui vẻ.